Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Trần Lê Bất Động Sản. Như vậy là dự án Icon 40 đã chính thức mở bán với hơn 100 căn hộ đầu tiên đã được giao dịch và có chủ nhân. Ở video trước, em Tuấn Anh đã chia sẻ với anh chị video giới thiệu tổng quan về dự án Icon 40. Thì đến video tiếp theo ngày hôm nay, em Tuấn Anh sẽ chia sẻ với anh chị về khoảng view, tầm view của từng căn hộ chi tiết tại đây nhé. Thì đầu tiên anh chị cùng chúng ta cùng hướng trên màn hình ạ. Chúng ta sẽ có ảnh 360 độ của dự án. Đây, đây chính là ảnh 360 độ của dự án. Đó. Thì trước mặt dự án đây chính là trục đường huyết mạch Hoàng Quốc Việt này, đi qua khu vực xuyên tâm, khu đa giác Hùng Thắng. Đây, toàn bộ khu vực giải đất bán đảo 1, bán đảo 2, bán đảo 3 và khu đất tái định cư này đều là khu đất thuộc chủ đầu tư BIM Group. Họ làm chủ đầu tư với rất nhiều các dự án đã được xây dựng và phát triển trước đó. Đây, như là tòa nhà Citadin, Alaka và các khu shophouse Marina Square, rồi là các khu nhà liền kề, rồi là biệt thự đã được BIM Group họ triển khai và xây dựng. Nói như vậy thì anh chị thấy là trên khu đất này pháp lý của dự án BIM Group là hoàn toàn yên tâm. Nói chi tiết về dự án một chút thì dự án Icon 40 được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích là 2.500m2 với tổng khoảng 800 căn hộ, quy mô gồm 40 tầng nổi và 2 tầng hầm. Đây là mặt bằng chi tiết tổng quan về các hướng của căn hộ tại đây. Trên và đây là hình ảnh mặt sàn này, mặt sàn điển hình của một tầng tại dự án. Ở đây thì chúng ta sẽ có những tổng view, view trực diện biển, view đảo Vinpearl, view đảo Tuần Châu và view thành phố. Một mặt sàn sẽ chúng ta sẽ có tổng cộng là 25 căn hộ, gồm các căn màu vàng này là căn studio này, màu tím này là căn một ngủ cộng, cũng có diện tích tương đương gần như là căn 2 ngủ 2 vệ sinh. Căn màu xanh lá cây này là căn 2 ngủ 2 vệ sinh này, và chỉ có duy nhất một căn màu xanh lục này là chính là căn 3 phòng ngủ tại dự án thôi anh chị nhá, chính là căn hoa hậu đấy ạ. Và chi tiết hơn để đi đến từ tầm view của từng các dãy căn ở đây thì em cũng cho anh chị xem ảnh trực tiếp trên ảnh 360 độ của từng dãy căn. Đầu tiên chúng ta sẽ có dãy căn là view thành phố, đó là chính là ba căn này này, đó là dãy căn là view thành phố. Thì nhìn trên ảnh 360 độ chúng ta sẽ có dọc theo ba căn này, dãy căn này chúng ta sẽ có nhìn ra khu vực này. Đó, đây chính là toàn bộ khu vực dân cư của Hùng Thắng. Cả khu đất này chính là trường học quốc tế Singapore, một trong những trường học quốc tế có mức học phí đắt đỏ thuộc hàng top của thành phố Hạ Long, với mức phí khoảng tầm trên 100 triệu trên một năm học phí. Còn khu vực đồi này thì Sun Group họ đã lấy để triển khai xây dựng khu resort cũng như sân gốc ở khu vực trên này. Còn bên này là toàn bộ khu nhà liền kề và chung cư cho cư dân sinh sống tại khu vực Hồng Thắng. Đó. Rất sầm uất. Khu bên này là các tổ hợp về nhà hàng khách sạn ở khu vực bên này rồi. Tiếp theo đến là mặt chúng ta sẽ có một hướng view khác là view đảo Tuần Châu. Đó, view đảo Tuần Châu chính là các dãy căn ở khu mặt này, gồm có hai, chúng ta sẽ có hai căn góc, hai ngủ, hai đầu này và các căn màu vàng studio. Đó, đảo Tuần Châu chúng ta sẽ quay ra hướng khu vực phía này, chính là chúng ta thể nhìn thấy là bán đảo 2 này, bán đảo 1 của Hùng Thắng, rồi đảo Tuần Châu xa xa kia chính là Vinh Hạ Long. Còn ở phía bên này chính là khu vực đại siêu đại dự án Vin Hạ Long Xanh của tập đoàn Vingroup anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có đến tầm view là view đảo Vinpearl. Đó, gồm các dãy căn hộ bên phía bên này chính là các căn về đảo Vinpearl. Trên ảnh 360 độ chúng ta sẽ có đảo Vinpearl là gồm các căn thuộc dãy này. Đó, nhìn ra đây chính là toàn bộ khu vực một số là khu dân cư Hùng Thắng này. Đây chính là đảo Vinpearl, còn cả dãy này chính là Vịnh Hạ Long. Đây, xa xa đây chính là Vịnh Hạ Long. Cái view này thì được cái là em rất là thích hướng view này, vì thứ nhất là nó quay ra hướng đông nam khá là mát. Ban ngày chúng ta vừa nhìn Vịnh Hạ Long, nhìn thành phố, buổi tối thì những cái tòa nhà cao tầng và khách sạn này của thành phố Hạ Long họ thắp đèn lên nhìn khá là đẹp, khá là bắt mắt, khá là đẹp vào buổi tối, khá là lung linh. Đó.
Còn phía chính diện đây chúng ta sẽ có những căn gọi là căn có thể coi là VIP nhất tại dự án, chính diện biển. Đó, gồm 3 căn này, gồm có 2 căn 2 ngủ này và 1 căn góc hoặc 3 ngủ, chính là những căn có tầm view trực diện biển. Đó. Đây, nhìn trên ảnh 360 độ thì chúng ta sẽ có những căn dãy này thuộc trực diện biển. Vừa nhìn được đảo Tuần Châu này, vừa nhìn được đảo Vinpearl này. Và chính diện đây chính là bãi tắm này, bãi tắm của Hùng Thắng này cho cư dân ở toàn bộ khu vực này. Đó. Anh chị đi bộ từ dự án đi ra chỗ bãi tắm này chắc chỉ mất khoảng tầm 2-3 phút đi bộ thôi. Còn xa xa đây chính là toàn bộ quần thể Vịnh Hạ Long rồi, trước mặt chúng ta đây. Đó. Trước đây thì BIM Group cũng đã triển khai một tòa cao tầng tương tự tên là Alaka Hạ Long mà bán vào năm 2020. Thì cả tòa dự án này đã được bán hết rồi anh chị nhé. Nói như vậy thì anh chị có thể thấy là sức hấp dẫn của các dự án cao tầng quanh khu vực Hạ Long, đặc biệt là trên trục đường Hoàng Quốc Việt này, chính là trục đường cửa ngõ để đi vào khu trung tâm vui chơi giải trí của thành phố Hạ Long ở phía bên trong đây. Còn đây chính là hướng đi ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng Hạ Long. Từ đây di chuyển ra cao tốc thì mất khoảng tầm 5 phút lái xe thôi là chúng ta đã đến điểm giao cao tốc rồi anh chị nhé. Ok, và đấy là video em giới thiệu qua về các tầm view chi tiết của từng căn hộ tại dự án này. Và anh chị có thời gian thì anh chị có thể xem thêm video em Tuấn Anh sẽ giới thiệu ngay sau đây để với anh chị về dự án. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của kênh Trần Lê Bất Động Sản.